Xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử là Phong đây. Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục cập nhật về Bitcoin nha anh chị nhé. Và cũng như là trong video gần đây nhất thì em cũng có chia sẻ với anh chị về một cái vùng hỗ trợ mà đến thời điểm hiện tại thì nó đang giữ giá của Bitcoin khá là tốt anh chị, là cái vùng Quickly Close nha anh chị nha, là cái vùng đóng nến tuần. Ở trước đó chúng ta đã nói ra và phân tích rất là nhiều về cái vùng này, đó là 50.981 đô la. Và như anh chị thấy ở đây thì chưa có một lần nào ở cái chẹt 4 giờ này ha, chúng ta có một cái nến nào đóng ở dưới cái ngưỡng Quickly Close này cả anh chị. Chứng tỏ rằng là thời điểm này cái khu vực hỗ trợ này vẫn là một khu vực hỗ trợ quan trọng và chúng ta cần phải lưu ý thật là kỹ trước khi chúng ta đưa ra những cái quyết định chúng ta trading như thế nào nha anh chị. Và trong ngày hôm nay thì em cũng sẽ cập nhật thêm những cái yếu tố để khi mà thời gian tới những cái yếu tố đó xảy ra thì anh chị có thể là trading nó an toàn hơn. Và trong lần trước thì em có nói rằng là khi này chúng ta đóng xuống dưới cái Quickly Close này, đóng nến xuống dưới Quickly Close nha anh chị, thì chúng ta mới bắt đầu sốc. Còn thời gian vừa qua thì thật sự với anh chị, em chia sẻ với anh chị rằng là em cũng chỉ trade lướt với đòn bẩy cao ở những cái khu vực này thôi, bởi vì là em chưa thấy bất cứ một cái dấu hiệu nào cả để mà chúng ta có thể là short xuống, thì em vẫn có thể là em long scalping lên ở những khu vực này. Thì ở thời điểm này á, khi mà khung ngày trước đó chúng ta cũng đã bàn rất là nhiều ha về cái chỉ báo cluster gold này của chúng ta, thì anh chị thấy rằng là nó vẫn đang có một cái chiều hướng là muốn điều chỉnh khi nó đã đến cái ngưỡng quá mua rồi. Và kèm theo đó nữa là khi anh chị nhìn lại về cái kênh giá song song của chúng ta thì đã rất là nhiều lần khi mà chúng ta chạm vào cái ngưỡng này, chúng ta đều có những cái sự từ chối và điều chỉnh xuống. Đó, như anh chị thấy ha. Và lần này tương tự như vậy, ở khung ngày nếu như anh chị quan sát kỹ á, ở cái điểm này nhá, chúng ta chưa có một lần nào ha, chúng ta chỉ nhá qua thôi, rất là nhiều cái râu nhá ra khỏi cái đường kháng cự này nha chị. Rất là nhiều lần rồi chúng ta nhá lên rất là nhiều. Và có một cái lần gần nhất là nó đẩy lên là khoảng 53.001 nhưng mà nó vẫn chưa vượt qua. Và khi mà chúng ta nhìn về cái bản đồ thanh lý ha, liquidation map thì anh chị thấy rằng là chúng ta hiện giờ là trong thời gian vừa qua chúng ta đã có một cú đẩy lên để quét những cái lệnh short. Đây, một cái cụm lệnh short ở quanh khu vực giá là khoảng từ 52.700 cho đến là khoảng 53.100 đô, thì nó đã quét rất là nhiều lệnh short. Và cũng như nếu anh chị muốn kỹ hơn thì anh chị có thể là nhìn ở đây ha, trong cái cú đẩy lên lần này nè anh chị nè, chúng ta đã quét đi là khoảng 8 triệu đô lệnh short, và ngay lập tức sau đó chúng ta có một cú đẩy ngược về và quét tiếp tục những cái lệnh long là lên đến là hơn 17 triệu đô lệnh long. Bởi vì sao anh chị? Thì ở đây thì em sẽ phân tích sơ qua một tí về cái khu vực này cho anh chị ha. Đây, khi mà chúng ta có một cái điểm hỗ trợ như thế này ha, thì khi mà chúng ta có một cái kênh giá, một cái hộp giá mà chúng ta sideways trong 7 ngày vừa qua đó, anh chị thấy không ạ? Thì khi mà chúng ta có cái tình huống là nó đẩy lên, đây em sẽ kể lại một tí ở đây. Thì khi mà chúng ta có một cái tình huống đẩy mạnh lên ra khỏi kênh giá này thì rất là nhiều người bước vào đây để nghĩ rằng nó break cao và nó sẽ tăng tiếp, đúng không anh chị? Đó, theo trading là như vậy. Thì những cái anh em nào mà trade theo cái tình huống break cao mà anh chị vào đây anh chị long lên á, thì nó sẽ bẫy anh chị và nó đẹp về. Và chúng ta thấy đây là một cái lần break cao rất là mạnh mẽ, và anh chị thấy là những cái lệnh long đã bị thanh lý, và cũng như là dòng tiền phái sinh, những cái hợp đồng mở nha anh chị nha, đã rơi từ 24,7 tỷ đô về còn con số là khoảng 23 tỷ đô khi nó quét thanh lý những cái lệnh lò như vậy. Và đến thời điểm này, cái mà chúng ta cần phải quan sát để trước khi chúng ta đưa ra những cái quyết định trade tiếp theo về cái kịch bản tiếp theo á, thì anh chị cần phải lưu ý rằng á, là thời điểm này ở khung ngày chúng ta ở quá mua. Ở khung tuần, nhắc lại một lần nữa, anh chị thấy rằng là chúng ta vẫn đang ở quá mua, tuy rằng là nó vẫn đang rướng lên ở thời điểm này, nhưng mà cái tỷ lệ điều chỉnh của em thấy được ở đây á, nó vẫn đang còn rất là cao. Rất là cao luôn. Và để mà anh chị vào một cái lệnh short nó an toàn và nó hợp lý nhất á, thì anh chị cũng phải lưu ý một cái chỗ là gì. Ở thời điểm này, ở khung thời gian 4 giờ như anh chị thấy ở thời điểm hiện tại, chúng ta sắp sửa đến cái ngưỡng quá mua. Và tức là sao anh chị? Nếu như ở thời gian tới mà nó có phá xuống dưới này, khả năng cao là chúng ta sẽ thấy một cú đẩy nhẹ lên nữa. Và trong cái cú đẩy nhẹ lên để nó test lại cái điểm Quickly Close 50.981 đô la này, khi chúng ta thấy xuất hiện một sự từ chối xuống tiếp tục thì chúng ta mới bước vào lệnh short nha anh chị nha. Đây là cái điều mà em đang muốn đưa ra cho anh chị thấy về cái tỷ lệ để anh chị vào lệnh short làm sao cho nó an toàn. Nếu chúng ta thấy được cái tình huống là nó đẩy xuống và nó hồi lên để chúng ta test lại khu vực này, kiểm tra thử rằng là nếu khu vực này nó có những cái anh em short xuống tiếp thì chúng ta mới bắt đầu vào để chúng ta short để nó an toàn hơn. Vì chúng ta cũng đã được cảnh báo về cái tình trạng là quá mua ở khu vực này, nó có thể tạo ra một cái cú đẩy tiếp theo nha anh chị nha, nó vẫn có thể đẩy lên. Cho nên là hãy cẩn trọng ở trong thời gian tới nếu như anh chị tìm kiếm cơ hội để short xuống. Và kèm theo đó nữa, để xác định là cái điểm mà khi nó đẩy xuống nó sẽ đến đâu ấy, thì anh chị có thể là đưa về khung ngày trở lại.
Và ở cái điểm này thì anh chị thấy rằng là chúng ta có một cái mốc ha, chúng ta có một cái mốc hỗ trợ ngày ở đây. Đây là một cái mốc hỗ trợ rất là tốt khi mà ở trước đó thì chúng ta thấy rằng là nó đóng ở khu vực này. Nó từ chối xuống và từ khu vực này khi nó bứt phá lên thì nó tạo ra một cái đà tăng. Thì đây cũng được xem như là một khu vực hỗ trợ ngày ha, để anh chị quan sát. Và trong cái trường hợp hiện tại, kịch bản hiện tại của em là nếu giá của chúng ta đẩy xuống dưới khu vực này, đó, test lên lại, và nếu mà nó rơi xuống được ấy, với cái lực tăng lên nó yếu á, thì chúng ta hãy xem xét là nếu từ chỗ xuống một lần nữa thì chúng ta có thể là cần để bước vào một cái lệnh short ở trong thời gian tới. Thì đây là cái phương án trading của em ở thời điểm này đối với cái lệnh short nếu như Bitcoin tạo ra những cái tình huống xấu chị ha. Và trong thời gian tới nếu cái tình huống này xảy ra thì em sẽ cập nhật thêm cho anh chị. Thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn phải quan sát những cái tình huống giá, liệu rằng là nó có đẩy xuống khỏi cái ngưỡng 50.981 đô la này hay không, và liệu rằng nó có đẩy lên thêm một nhịp nữa không, để trước khi chúng ta đưa ra quyết định nó chính xác hơn và nó chuẩn xác hơn nha anh chị nhé. Thì đây là cái yếu tố em muốn chỉ ra cho anh chị thấy về cái phương án trade và những cái lệnh short của Bitcoin, và em vẫn đang theo đuổi một cái sự điều chỉnh trước mắt. Và anh chị cũng lưu ý rằng là những cái nội dung mà em chia sẻ đến anh chị, long hay short, mua hay bán thì nó không được xem là lời khuyên đầu tư, và anh chị cần phải đưa ra cái quyết định đầu tư của chính bản thân mình để cho nó an toàn nhất nha anh chị nhé. Và trong thời gian tới thì anh chị hoàn toàn có thể là trading cùng team ở trên Bybit, và cũng như là anh chị có thể là tham gia vào một sự kiện IDO, mở bán IDO ở trên Bybit ở trong thời gian tới. Hiện giờ nó cũng đang ở trong cái bước gọi như là snapshot đó, thì anh chị còn 4 ngày nữa để tham gia, và một cái vé mua ở đây là 200 USDC, thì anh chị hoàn toàn có thể tham gia vào những cái chương trình IDO chất lượng đến từ Bybit nha chị nha. Và hầu như em thấy những cái dự án mà được IDO ở trên Bybit thì đều có những cái tỷ lệ tăng trưởng khá là tốt, thì anh chị hãy lưu ý là có thể là tham gia thêm vào những cái sự kiện này bằng cách là click vào cái đường dẫn đăng ký em để dưới phần mô tả video này nha. Và bây giờ chúng ta hãy nói đến vàng nữa đi anh chị ha. Trong thời gian vừa qua chúng ta cũng đã cập nhật về vàng, về cái điểm mua ở trong thời gian vừa qua rồi. Thì đây là chart spot. Đầu tiên chúng ta hãy nói spot, tí nữa em sẽ nói về trading cho anh chị sau ha. Thời điểm vừa qua chúng ta mua vàng ở cái điểm là 1990, là trước đó là trước cái thời điểm là ngày vía thần tài ở Việt Nam mình á, thì em có kêu anh chị có thể là xem xét để gom vàng vật lý ở cái ngưỡng là 1990 này. Và sau đó thì vàng nó đã có một sự phục hồi lên tương đối tốt là khoảng 2% ở thời điểm này nha anh chị nhé. Vậy thì trong thời gian tới á, thì em vẫn thấy được rằng cái xu hướng của vàng vẫn đang là một xu hướng giảm, và em vẫn kỳ vọng là nếu vàng thực sự á, mà tiếp tục giảm được về những cái ngưỡng sâu hơn như là bài 2 và bài 3 ở dưới đây của em á, từ cái vùng là 1932 cho đến cái vùng sâu nhất hiện tại em đang nhắm đến là 1875 á, thì em sẽ tiếp tục gom, và anh chị có thể là xem xét những cái vùng này, bởi vì là nó cũng sẽ là những cái vùng hỗ trợ tương đối là đẹp để anh chị có thể là mua và tích trữ vàng ở trong thời gian tới nha chị nha. Nhưng mà anh chị cũng phải lưu ý rằng là trong khoảng 2 đến 3 tuần tới chúng ta sẽ có một cái cú bơm khá là mạnh trong 2 đến 3 tuần tới nha anh chị nha. Còn lý do vì sao? Thì như anh chị thấy rằng là ở những cái lần trước đây khi mà chúng ta gom vàng, ví dụ như ở cái khung thời gian là khung ngày đi, thời gian trước đây chúng ta long ở đây, chúng ta mua vàng ở cái ngưỡng là 1835 ở cái khu vực này ha. Nó ở đâu anh chị? Nó ở cái ngưỡng là qua bán, đúng không anh chị? Và chúng ta thấy rằng là cái cú long lần đó là em cho anh chị long từ 1829, 1830 lên tới khu vực 2000. Long rất là một cái lệnh rất là đẹp luôn, và mua vàng ở thời điểm đó cũng rất là đẹp luôn anh chị. Và thời điểm hiện tại chúng ta đang có những cái sự điều chỉnh về, và cái sự điều chỉnh này nó sẽ sớm kết thúc trong vòng 1, trong vòng 2 cho đến 3 tuần nữa. Và khi nó đến cái ngưỡng quá bán này thì chúng ta hoàn toàn có thể là xem xét để tiếp tục thấy vàng có thể là tạo ra một cái đà tăng tiếp theo nha anh chị nha. Và trong năm nay thì theo em thấy, cá nhân em thấy á, vàng vẫn sẽ nằm và duy trì ở những cái mức giá cao và khó có thể là đi về những vùng giá quá sâu hay là điều chỉnh quá sâu được anh chị. Bởi vì sao? Tại vì thời điểm này Fed của Mỹ anh chị thì nó cũng sắp sửa đến một cái giai đoạn là phải cắt giảm lãi suất. Và khi cắt giảm lãi suất đó sẽ là một cái tin tức khá là tốt để vàng tiếp tục tăng trưởng lên. Anh chị cắt giảm lãi suất, vàng sẽ có thể là có khả năng để tiếp tục tăng trưởng lên một lần nữa. Bởi vì lúc đó là cái giá trị của đồng đô la bắt đầu nó giảm dần xuống khi mà họ cắt giảm lãi suất, thì đó sẽ là một cái tin vui cho những anh em nào hold vàng. Và vàng trong năm nay thì em vẫn dự đoán là ít nhất là nó sẽ nằm ở quanh cái ngưỡng đỉnh của nó ở trước đó ha. Cho nên là anh chị hoàn toàn có thể là xem xét để gom thêm vàng ở trong thời gian tới. Còn về mặt trading thì hiện giờ thì về trading thì ông sẽ nói về cái góc nhìn trade của em ở trong tuần này và cũng như là tuần tới cho anh chị xem xét. Thì tại thời điểm này trước mắt thì chúng ta hãy xem về cái chart spot tí, thì chúng ta vẫn đang có cái ngưỡng kháng cự là khoảng 2035. Anh chị hãy lưu ý cái điểm này trước ha. Chúng ta vẫn đang có cái ngưỡng kháng cự theo cái khung ngày, là cái đóng nến ngày trước đó chúng ta phân tích với nhau này là 2035. Thì khi mà chúng ta tắt cái này đi, chúng ta hãy xem xét về trading ở cái góc nhìn ngắn hạn hơn như là ở 4 giờ đi. Anh chị thấy rằng là
trước mắt chúng ta vẫn chưa thể bán, chưa thể xót vàng xuống bởi vì là chúng ta vẫn đang nằm ở trong trên tăng. À, lần trước đó thì em cũng có một cái lệnh xót cho anh chị ở quanh khu vực này nè. À, trước Tết ha, chúng ta có một cái lệnh xót ở quanh khu vực này, chúng ta xót xuống rồi. Thì thời điểm này khi giá tăng lên thì chúng ta có thể là xem xét để canh tiếp tục xót xuống bởi vì là chúng ta có cái ngưỡng kháng cự hồi nãy 2075 ở đây. Và để mà anh chị vào cái lệnh xót an toàn, anh chị hãy đợi một cái tình huống rất cơ bản đối với vàng luôn anh chị. Hãy đợi nó, ví dụ nó tăng lên khoảng 2035 và nó đẹp về phá ra khỏi cái trên tầng này, lúc đó chúng ta có thể là canh để short xuống bởi vì là 4 giờ nha, chị thấy rằng là nó cũng đang ở trong một cái quá trình chuẩn bị điều chỉnh rồi, nó đang phân phối ở đây rồi, và nếu như nó có một nhịp lấy thanh lý và sau đó nó rơi xuống, chúng ta có thể là xem xét để bước vào một cái lệnh short ở đây ha anh chị ha. Và anh chị lưu ý rằng những cái lệnh short này nó khá là mạo hiểm, nó khá là mạo hiểm bởi vì là chúng ta biết được rằng là Mỹ nó đang ở trong cái giai đoạn như vậy. À, nó hoàn toàn có thể là cắt giảm lãi suất ở trong những tháng tới. Thì chúng ta khi mà chúng ta short ở thời điểm này thì anh chị cũng phải lưu ý là phải có SL ha. Và cái SL thì anh chị cần phải tự tinh chỉnh theo cái khoản vốn của mình đó, và cũng như là cái đòn bẩy của mình nó như thế nào để anh chị có cái mức dừng lỗ hợp lý với cái phương án trade của mình nha anh chị nha. Còn đối với em là khi nào nó phá ra khỏi đây thì em sẽ bắt đầu em bước vào một cái lệnh short, và cũng như là phần TP ở thời điểm này thì anh chị có thể chia ra hai khu vực TP. À, chị, khu vực TP đầu tiên là cái tường mà vừa qua nó xây ở đây là chị, là một cái khu vực hỗ trợ ha. Đây, một khu vực hỗ trợ thì chị thấy là từ cái điểm là khoảng 2033 rơi về đây thì tiếp tục từ cái điểm 2005 này nó rơi thêm một cú nữa xuống tới là 1984, thì tức là ở đây á hiện giờ là khu vực hỗ trợ này, nó cũng có sự giằng co ở đây ha, cho nên là nếu mà anh chị tính chốt lời á thì anh chị có thể là xem xét là khi mà về tới 2004 anh chị có thể là giờ SL dương xuống ha, giờ SL dương xuống, và nếu mà nó rơi tiếp thì anh chị có thể chốt TP2 ở đây là cái vùng mà thời gian vừa qua nó cũng đã rơi xuống về là 1988. Thì đây là một cái lệnh trade khá là cơ bản thôi, khá là cơ bản để anh chị có thể là xem xét và tham khảo với cái lệnh trade này nha anh chị nha. Đó, thì đây là về cả trading và cũng như là holding đối với vàng ở trong thời gian tới, thì anh chị có thể là xem xét và tham khảo qua những cái nội dung này, và cũng như là Bitcoin trong ngày hôm nay em đã cập nhật cho anh chị về những cái tình huống nó có thể xảy ra, nó có thể là sideways ở đây tiếp, và đến lúc nào mà nó phá xuống đây thì chúng ta mới xem xét là nó có test lại, nó có rơi tiếp hay không để chúng ta bước vào lệnh short nha anh chị nha. Và video ngày hôm nay thì em cập nhật nhanh chóng cho anh chị đến đây thôi, và sẽ tiếp tục có những cái nội dung khác nữa ở trong thời gian tới cập nhật về thị trường và cũng như là cập nhật về những cái dự án Ancoin mà em thấy nó có tiềm năng để anh chị có thể là tham khảo cũng như là đầu tư nó an toàn hơn ở trong thời gian tới nha anh chị nhé. Rồi nếu như anh chị thấy những cái nội dung này truyền tải đến chị những cái thông tin mà anh chị thấy rằng là nó hợp lý với anh chị thì anh chị đừng quên có thể là để lại nút like và nút đăng ký để ủng hộ team trong thời gian tới nhé. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị một lần nữa và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những nội dung video lần sau.